giờ tất cả các đệ tử ở trong chùa Linh Nhâm đó, ông nói rồi bây giờ chuẩn bị coi như là thầy sắp về rồi, bây giờ coi như là tất cả các đệ tử mình đi đón thầy về. Thì quả nhiên coi như là trong thời gian gần nhất coi như là ông thầy cũng về đó. Thì bây giờ ở đây coi như là qua câu này là một bài ngơ ngác cội tùng còn xa, tất nhiên ở đây là cội tùng là ở đây cũng chỉ cho coi như là ông thầy của mình, mà còn xa tất nhiên là thầy chưa trở về, mà thầy chưa trở về là còn xa mình. Bây giờ mình thấy ngơ ngác, bây giờ mình không biết làm sao giờ. Bây giờ tất cả các vị đệ tử bây giờ tranh với nhau quá rồi, tranh với nhau không biết coi như là chừng nào mới kết thúc được cái cuộc mà tranh với nhau. Cũng như hồi xưa mà ông Hồng Quân lão tổ có ba vị đệ tử là Quân Thủy Thiên Tôn, lão tử Thông Thiên Giáo Chủ, phải không? Mà sau khi coi như là ông Hồng Quân lão tổ dạ cho ba đệ tử rồi, trong khi đó xuống núi rồi, bây giờ ba đệ tử cứ tranh nhau hoài. Mà tới chừng ông Thông Thiên Giáo Chủ lập ra cái trận là sanh tử trận cái hang để mà coi như là ông đánh thẳng luôn như là ở bên cái là Quân Thủy Thiên Tôn. Lúc bây giờ là ông Hồng Quân lão tổ trở về đó, ông đưa viên thuốc đó, ông nói bây giờ nếu như ai mà còn tranh giành cự địch nữa đó nghe, là thuốc kia ắt phạt mạng tan tành. Bây giờ mỗi người một uống viên thuốc, mọi người uống viên thuốc, tới chừng nó uống viên thuốc xong rồi đó nghe, là từ đó trở sau là không có dám tranh cãi với nhau. Bây giờ có cái giai đoạn đó Hồng Quân lão tổ trở về mới dàn xếp mới im được chuyện nghe. Còn bây giờ chờ thầy về để thêm mọi việc gì coi như là chờ thầy về. Bây giờ cứ việc tranh với nhau hơn với nhau không, bữa đó thì gặp anh Tư Lích với anh Hai Xem, mà hai ông này chết hết rồi, ông đang tranh cãi với nhau, hai ông tranh cãi quyết liệt luôn. Cái anh Tư Lích nói tôi nói cho ông biết nghe, bây giờ ông nói ông tránh, tôi nói tôi tránh, chưa biết thằng nào tránh. Ông nói vậy đó, chừng lập hậu biết ai còn mất nghe, giờ chưa phân chưa biết chánh tà, không biết thằng nào tà nghe. Ông đừng có nói tôi tà, coi chừng ông tà ông chỉ tôi một ngón mà bây giờ bốn ngón chỉ gì ông. Hai ông tranh cãi đợi đợi tôi nói thôi giờ chánh tà đừng có cãi nữa, bây giờ ráng là tu đi ha. Người thưa chứ quý vị, vậy thì bây giờ qua câu này hai câu là cũng bung sao lại phải bung một bài ngơ ngác cậu tình còn xa, tất nhiên là cùng chung một người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, cùng chung một cái nồi Phật giáo Hòa Hảo lớn, mà mình phấy như vậy tất nhiên là sau này là cái như là thầy về buồn lắm nghe, thầy về buồn lắm cô bác anh em chưa đồng đạo. Cho nên có một lần nọ tôi với đồng đạo cứ như là bàn cãi với nhau và nói chuyện như là qua giáo lý của Đức Thầy, thì trong khi đó thì bàn bạc coi như là trong đó nó thôi giờ coi như là ai cũng vậy, ai cũng là tín đồ không hà, ai cũng thí sinh không hà, thì thôi bây giờ mỗi người đều nên làm bài đi. Mình làm bài thì bây giờ mình trong một ngày nào đó thì trống chưa thùng sĩ tử vẫn chờ trong trong ngóng mau mau thấy mặt gần, tất nhiên là mỗi người làm bài góp bài và sau đó là đến chừng đó là giám khảo về để chấm điểm. Còn anh em đồng đạo của chúng ta coi như là ai cũng thí sinh hết, mình đừng có mình lên coi như là làm giám khảo, mình chỉ ông này đúng, ông kia sai, ông này trật, ông này trúng. Mình đâu có cái gì quyền hành gì đâu mà mình dám quyết định ông này trúng, ông kia sai đâu. Thì thôi giờ ráng tu đi, ráng học đạo đi. Bây giờ thức dậy mà tầm đạo kiếm bài để thi cử khỏi mang tiếng đất, sách hướng thiện mũi kêu không ngớt mà nào ai có thức dĩ tầm. Thì thôi bây giờ hãy ráng làm gì đi, rồi sau này Đức Thầy trở về đó, Đức Thầy coi như là định ngôn phân thứ gây cuộc hòa bình cho giảng quốc chi ra. Thôi đến đây cũng xin hết đề tài này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, thành cảm ơn chú Tư rất nhiều. Nam mô A Di Đà Phật. Hỏi vị chế bây giờ bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại, và bấy lâu nay coi như là trong cái giai đoạn nào đó. Vậy thì bây giờ trước cái đoạn đó là Đức Thầy mới nói là lớp đau chết kể thâu vô số, thêm tà ma yêu quái chật đường, chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Mà nó khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu. Mới tới hai câu này, mới bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại, thấy không? Rồi bây giờ đồng đạo mới nuôi lên hỏi cái ý thì tôi cũng trình bày cùng với quý vị luôn nghe. Bây giờ bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu là bấy lâu nay là trong cái lúc nào tới giờ. Thôi bây giờ giấu lại coi như là trong cái quá khứ của vấn đề lịch sử của đạo Phật cũng như là Phật giáo Hòa Hảo. Nên là kẻ tu do hoàn cảnh đẩy đơn trường bỏ đạo cũng do thời thế. Những hạng ấy không nên nhắm kể để họ theo thời thế, mà thôi thời sớm yên thì họ tu bầu, thời chậm đến họ trâu tư nước. Mà họ bền được thì là gấp khước, bằng không thì tân duyên, thấy không? Hay hoặc giả là tu vì muốn hết đầu thai đạo gì cứu kẻ mê sai, mà chuyện dù không có cuộc biến thiên cũng tu cho khổ nghiệp duyên liên hồi, phải không? Hú chi gặp lúc tận đời sự tư cần phải trao dạy nhiều hơn. Nhưng mà ở đây tôi không có dám bàn,
không có dám bàn vấn đề năm bính dần binh mão này kia đồ, hạ quan nhất tí bằng ngay coi trời sắp đặt lập đầu thượng lai sao đó thì cái chuyện đó thì thật sự ra tôi không biết đó, thật sự không biết sao mà bàn, mà bàn thì trong khi đó không có chắc gì là trúng nữa. Mình thấy ra bây giờ quý vị nào có biết đó, thì để cho quý vị bàn đi, tôi không biết. Dạ, cho qua đó đi. Dạ, rồi cho qua giờ mình nói trong sấm giải Đức Thầy. Đúng rồi. Dạ, giờ Đức Thầy nói là mấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận nghiệp lập đời trở lại. Vậy là mấy lâu nay là mình lấy từ cái mốc nào mà ai nuôi dưỡng mình mà nay tận nghiệp, thì mình lấy từ cái mốc nào mà tận nghiệp để lập đời trở lại. Vậy thì nhờ chú Tư chia sẻ về cái hai câu này cho đồng đạo nghe chung. Nam mô A Di Đà Phật, nhờ chú Tư quan hỷ. Dạ, dạ. Ờ, người ta dễ lưỡi. Quý vị, tiếp theo cái tiêu đề của đồng đạo nuôi lên là bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Khắp nơi thứ biến đi thương hải, dùng phép màu lập lại thượng quên. Việc thiên cơ cùng tỏ hết trên, cho trần hạ từng nơi lao lý. Lão nào có bài điều ma mị mà gạt lường bản đạo chúng sanh, và Đức Minh Vương ngự chốn Nam Thành đặng phân xử những người ngộ nghĩa. Thì ở đây là một đoạn coi như là ở trong những gì mà được coi như là đồng đạo nuôi lên và hỏi qua gạn lên cái ý là bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, là bấy lâu nay hồi cái lúc nào. Yeah. À, mà nuôi dưỡng chắc chiêu, nuôi dưỡng chắc chiêu là nuôi kỹ lắm á. Nuôi coi như là không có bỏ sót người nào đơn trợ chắc chiêu, mà nay tận diệt lập đời trở lại là nay tận diệt là nghe trong lúc nào để tận diệt để mà lập đời không. Thưa chú quý vị, vậy thì bây giờ là ở đây là trong một đoạn coi như là Đức Thầy nói qua coi như là cái cơ pháp để cho tất cả các chúng sanh hiểu. Thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi, thương lê thứ tới hồi khổ não. À, là Đức Thầy đã thấy thiên cơ coi như là khó mà nổi yên ngồi đâu, thấy thương chúng sanh tới hồi khổ não rồi, bây giờ khổ não tới đời là đây chứ còn gì nữa, phải không? Rồi chỗ khác Đức Thầy nói là bài ra thiên lý đó héo do, bài ra cái thiên lý cái kia là cái cơ trời, thì héo do có nghĩa là bây giờ thấy chúng sanh héo hon lắm, nhưng mà giấu trong tim ốc đó, lòng son chẳng đành, có nghĩa là giấu thì không có đành được, mà phải nói lên cho tất cả các chúng sanh hiểu, phải không? Cho nên Đức Thầy mới nói cho chúng ta biết là đời nay mẫn tại màn thưa, khuyên chân lê thứ chẳng thừa một câu, nói hết chừng nào bổ đạo hiểu thông thiên cơ đạo lý để lòng mới thông. Chừng nào mà chúng sanh hiểu hết vấn đề mà thiên cơ đức là Đức Thầy coi như là nó vui vẻ, phải không? Phân chỉ gần gần xa để dạ, có nghĩa là phân chỉ cho chúng sanh hiểu hết. Thưa chú quý vị, vậy thì bây giờ qua cái đoạn này nè, đồng đạo mới hỏi qua cái lý, hỏi vị chế bây giờ bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại, và bấy lâu nay coi như là trong cái giai đoạn nào. Đó, vậy thì bây giờ trước cái đoạn đó là Đức Thầy mới nói là lớp đau chết kể thâu vô số, thêm tà ma yêu quái chật đường, chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Mình mới khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu. Mới tới hai câu này, mới bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại, thấy không? Rồi bây giờ đồng đạo mới nêu lên hỏi cái ý, tôi cũng trình bày cùng với quý vị luôn nghe. Bây giờ bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu là bấy lâu nay là trong cái lúc nào tới giờ, thôi bây giờ giấu lại coi như là trong cái quá khứ của vấn đề lịch sử của Phật, của đạo Phật cũng như là Phật giáo và hảo. Thì bây giờ đúng lý ra đó là cái người dân của mình là phải bị tiêu diệt, bị tiêu diệt là chúng sanh ngược làm liều. Ngọc Hoàng là muốn xử tiêu cho đầu, Ngọc Hoàng xử tiêu đâu chứ không còn, tại vì chúng sanh ngược lập liều, phải không? Vì bây giờ chúng sanh ngược làm người là khi đó nó là Đức Ngọc Hoàng là định vũ sổ để mà lập lại cái đời mới. Nhưng mà ở nơi đây đó là tất cả những cái người dân, có một số người vô tội, có một số người là chưa có được cái như là hưởng thụ cái cõi đời được bao nhiêu trân trọng. Bây giờ còn cái số người này, bây giờ Đức Ngọc Hoàng là muốn chắc chiêu giữ lại coi như là để mà lưu lại cho một số nữa, coi coi như là có làm lành lắm giữ không, có coi như là cải quá làm lành không, rồi lúc đó coi như là ngày coi như là mới coi như là chọn lọc lại một số lành để mà đưa về những cái cảnh giới an lành của một cái thế giới đời thượng quan, không?
Vì vậy cho nên là đúng lý ra phải vào năm 1936 đó, là cái ngày đó là ngày tiêu diệt. Mà Đức Thầy còn nhắc lại nè, ngày tiêu diệt đó là tiêu rồi đó. Ngày tiêu diệt từ năm Bính Tý, không, năm Bính Tý năm 1936 tiêu diệt năm đó rồi không. Ngày tiêu diệt từ năm Bính Tý đến năm nay hao hết đã nhiều. Các ngoại bang là nhện máu đường sao trận thế không con chẳng lựa để đến việc dân linh nợ chịu chứ Phật đâu cứu kịp cho người đó. Đức Thầy mới nhắc lại cho chúng ta biết là ngày tiêu diệt từ năm Bính Tý rồi, hồi năm 1936 đó tức là tiêu rồi, đâu còn tiêu. Nhưng mà bây giờ là muốn là giữ lại một số, giữ lại một số để coi coi như là cái người coi như là có ăn năn làm lành lắm giữ không. Ví dụ như bây giờ là ông một con chủ, ông chồng một cái đám dưa, ai có trận dưa thì biết đó. Bây giờ cái đám dưa này coi như là sắp sửa coi như là nó xấu quá xấu rồi, ông tính cầm cái bếp đó là ông muốn đốt đồng một cái đó, cho cái đám dưa này nó tiêu được hết không còn. Nhưng mà ông đi vòng vòng vòng, ông thấy dưa này coi vậy chứ cũng còn được phát triển. Thôi giờ chắc chưa giữ lại tí phân vô, giữ lại coi nó đâm trời nảy tược có kiếm được một gói trái nữa không, đặng mà coi như là lấy lại một gói trái nữa, đâu có bỏ hết uổng. Thì lúc đó ông chủ coi như là ông mới dưng phân tưới nước, cái đám dưa bắt đầu nó mới đâm trời nảy tược, bắt đầu nó cũng có một cái số trái, có một số trái nào tốt hơn thì ông chủ ông sẽ coi như là tận dụng trong cái số đó. Còn cái số nào mà không có trái bắt đầu nó càng củi tới đó hơn, thì sau này bắt đầu ông đưa cái mũi lửa thiệt. Ông đưa một mũi lửa nữa kia là đưa ra một cái làm cháy đụng luôn chó con thật sự không đó. Vì vậy cho nên ở nơi đây đó là ngày tiêu diệt từ năm Bính Tý đầu, tất nhiên là bấy lâu nay mình giữ chắc chiêu từ năm 1936 hạ ngôn nay đã hết đời rồi, không còn hạ ngôn nay đã hết rồi. Vì vậy bây giờ năm 1936 đúng lý ra là tiêu diệt, nhưng mà bây giờ là minh dương khó đứng không ngồi, xót xa dạ ngọc bầu hầu tâm trung trước đền mắt ngọc nữ dân quý yêu ba tánh biết chừng nào lui, làm sao cho dạ được như cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần. Không, cúi đầu lại Phật cái cầu xin cứu trần này, lời khuyên xưa cũng một lần, tất nhiên hồi xưa cũng như là ngày ra đời rồi đó mà giải dỗ cho chúng sanh đâu khuyên rộng, lời khuyên xưa cũng một lần nay mượn sát trần xuống bút ra cơ. Bây giờ Đức Thầy ra đời để mà lâm phàm để mình để lại coi như là một trận này nó cứ bắt anh em chứ đặng đạo đó. Vì vậy cho nên bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu đặng đạo hổ chế nuôi dưỡng chắc chiêu hồi từ lúc nào đến lúc nào là kể từ lúc năm 1936 là từ năm Bính Tý nuôi dưỡng cho tới giờ, nuôi dưỡng cho tới bây giờ. Nhưng mà nuôi dưỡng cho tới bây giờ nếu như ai đó mà biết hoài đầu hướng thiện mà theo trong cái bài sứ mạng đó, mà Đức Thầy cho chúng ta biết ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão ta quá hiện ra đời để cứu độ chúng sanh, tuy là nhân dân mới gõ pháp mà tưởng rằng ta thiện sát tại đồng, chứ có về đâu ta đã chuyển kiếp từ lâu chờ đến ngày ra trợ thế, nên phương pháp của ta tùy theo trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng ngộ đạo quy căn quy gốc cùng thầy tổ dưới dùng quyền diệu của chư gia độ bệnh cho kẻ căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị với chân quan thảm thiết nê dân làm than thống thiết. Như vậy thì cái người nào mà không chịu ăn năn thế thì sao đền tội cũng chẳng chấp Phật tiên sao không chịu bảo, sao đền tội rồi tức như là tư hết là không có thể nào là cứu được không đó. Vì vậy cho nên bây giờ cái câu này đồng đạo nói là bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu đức nhân là từ năm 1936 là nuôi dưỡng cho tới bây giờ, đúng không, là chắc chiêu nuôi dưỡng mình. Nhưng mà nay tận diệt á, tức là nếu mà không có chịu tu rồi sau này cái đến giai đoạn này là tận diệt thiệt. Nay tận diệt lập đời trở lại, mà nếu như tận diệt lập đời trở lại là bây giờ nó có cái gì, có cái gì, có cái triệu chứng gì á, thưa chư đồng đạo của mình và tất cả chứ quý vị, nếu như coi như là cái cơ tận diệt sắp tới mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó là tận diệt nhân gian trực tiên khoa, có nghĩa là Đức Thầy báo trước tận diệt nhân gian trực tiên khoa, Đức Thầy đã nói trước cho mình hết. Nếu chẳng nghe lời ta mất trước, không nghe lời Đức Thầy mất trước thì
không nhìn đạo đức là phải phơi thay, không nhìn đạo đức đó là phải phơi thay, tất nhiên là phải tiêu chứ không còn đó. Vì vậy cho nên bây giờ cái chỗ này là tận diệt con người của mình ở đây, không phải là tận diệt đó là quét sạch một cái, tất nhiên là không còn người nào, không phải vậy. Trên đời mỗi một lần bôi cỏ cây đều sạch, thú người đều tiêu, cầm ngọn đuốc mà thiêu ổ kiến, lấy đá to mà luyện trứng gà, chúng sanh thử tưởng tượng ra kiến kia sống chết trứng gà nát không. Từ đại hạn cũng đồng cảnh ấy, khi tẩy trần trong thấy hải kinh hay đều sát bỏ kinh minh về tha họa xé chúng sinh tử nạn. Không? Trời hứa mặt dạ vàng cũng dán đất châu mài thỏ trắng bật tinh, nhìn vào đại nạn chúng sinh quỷ thần còn phải thất kinh với hồn. Được chưa? Thật ra việc sinh tồn thì chó tài không hơn nơi đức ở con đức tuy không thấy, mà còn tài con giận rỗ mà mong dứt cứ. Đó, vì vậy cho nên ở đây tất nhiên là tận diệt cái con người của mình, sau này coi như là nó có cái điện thoại và cái triệu chứng, có nghĩa là sắp tới. Không? Đời cùng tu gấp kịp thì bạn xem báo ngọc ly kỳ năm đâu hoặc giả là đời cùng ly loạn khắp chi đây, có nghĩa là khi mà đời cùng rồi đó chưa là ly loạn thế giới chiến tranh giặc giả nó đủ thử hết đó. Tất nhiên là qua câu này đến lâu nay lưu dưỡng chắc chưa nay tận diệt lập đời trở lại, và đến là khắp nơi thứ bí như thương hải, khắp nơi thứ có nghĩa là không phải trong một nước Việt Nam của mình không. Bí như thương hải có nghĩa là bí như có nghĩa là thay đổi hoàn toàn, thay đổi hoàn toàn hết. Núi cao giúp bỗng trâu thành biển, biển sâu hòm lại biến lâu cao, lâu cao tức khắc sông hào, sông hào nháy mắt biến vào đường sống. Còn thay đổi lời đâu nói cản cơ nhiễm màu, biết vậy sao cùng từ bi với kẻ hiểu trung, mong nhờ Phật Thánh hỗn tịnh ngày đêm, những gắn bỏ chớ thêm việc dữ, mà lành nên làm thêm sự hiền lành, tồn sanh sẽ được trường sanh thượng nhân, trở lại thái bình yên dương. Đó, vì vậy cho nên là thay đổi hoàn toàn hết, nghĩa là cái cảnh vật đều lạ hết. Đó, qua cái câu là khắp mê thứ bí như thương hải, dùng phép màu lặp lại thượng quan, có nghĩa là phép màu của Đức Phật sau này lặp lại cái đời thượng quan toàn là phép hết. Chúng sanh mình coi như là đáng tu đi, ráng tu đi sau này đó hen, ráng tu tâm với dưỡng tánh câu đời, câu là câu được Phật được trời, câu phép lạ của tiên được thánh liền, sau này câu là toàn là phép lạ của Phật trời hết. Ráng tu thì được xem đời trên mây, tất nhiên là sau này coi như là, hay là ráng tu thì thấy việc gì trên mây, như là thấy những việc coi như là rất là màu nhiệm điều đấy. À, đâu phải là cái chuyện đơn giản. Vì thì bây giờ sau này nó là các vị các tư là Phật lâm phàm và dùng phép màu lặp lại thượng quan, có nghĩa là toàn là bằng làm bằng phép hết, chứ không có phải nói là bằng cái nhân lực của con người của mình mà tạo ra được đâu. Thế vì vậy cho nên có nhiều đồng đạo đó, cái cảnh đời thượng quan bây giờ, cái cổ ta bà bây giờ nó thay đổi như thế này đó. Bây giờ ở đây là cái cảnh này là cái cảnh thượng quan chứ khùng gì nữa, thấy không? Còn gì cũng như là phải trong đời, còn gì cũng như là cảnh đời thượng quan sao lại như vậy? Thưa chứ quý vị, ở đây coi như là tất cả các cái gì mà con người tạo ra trên thế gian này là cảnh thế tạo, mà đã cảnh thế tạo thì càng ngày thỏa mãn rồi. Nó thỏa mãn coi như là nó coi như là càng ngày nó càng xuống cấp rồi, chứ đâu có còn nữa. Mà sau này coi như là tất cả các đấng Phật tiên ấy, tạo ra vấn đề mà dùng phép màu rồi đấy không? Thì bây giờ toàn coi như là cái chỗ nào coi như là cũng là phép màu hết. Thế cho nên Đức Thầy mới nói đó là tay trời ách nước thình lình, người hung cứ mãi chống kình với ta. Có nghĩa là tay trời ách nước là thình lình, có nghĩa là đâu có biết giờ nào, lúc nào đâu. Vì vậy cho nên mình bây giờ mình ngờ tưởng việc còn lâu nha, trước sau một khắc thôi bị cầu binh binh. Rồi ầm ầm sấm nổ liên thanh đá bay cát chạy, thình lình cũng có hay không biết cái giờ nào. Mà mình tu đây tất nhiên là mình tưởng đâu là thời gian nó còn gì gì bắt đầu. Không có làm sao chứ, thôi giờ như là ai sao mình vậy, không có gì hết. Nhưng mà thấy trứng gà lành vỏ bên ngoài chứ tưởng nó còn dài ngày tháng nữa. Trong trứng có con gà ở sẵn, chỉ phút chơi là phá trứng trứng ra. Cái trứng với con gà, có con gà ở sẵn đó. Tất nhiên là mái thiên cơ cũng thấy đâu xa, vỏ quả đất á, vỏ gà rất giống. Cái vỏ quả đất với cái vỏ gà, trứng gà nó rất giống. Hãy xét kỹ rồi tu mau chóng, đến việc rồi hết dụng nam mô, thấy không? Đến việc rồi bắt đầu nam mô đâu có kịp đâu, ha? Làm sao mà tu nam mô, cái cách nào mà cho nó kịp được? Bây giờ mình không lo tu trước đến chừng đó làm sao nam mô được không? Vì vậy cho nên bây giờ gắng lo tu trước, khi nó cố gắng làm lành lúc chẳng tay ơn, đừng đợi khi gặp cảnh thê lương mới hối ngộ, không khuôn nào kịp nha.
có nghĩa là ráng tu trước mới được, chứ còn đến lúc để mà đến lúc nó chôn mới nhảy bình nữa thì không có kịp. Để lúc đến chôn mới nhảy bình nữa, bình ắt phải lọt ngoài sau. Chẳng gặp sự ghê chỉnh mới rồi làm sao lo liệu tu cho kịp. Bập bẹ nam mô cũng ngọc trọng, mà tới chừng đó là bập bẹ nam mô nam mô nam mô chứ không biết nam mô đạo nào cho nó mau nữa. Không thuê qua năm không chợ nhóm chịu, nhà không thể ở niệm nhiều nam mô, thay không lắp mà để hơi khô không nước mũi, nam mô đạo nào không biết đạo nào cho nó mau, nam mô nam mô không biết nam mô đạo nào nữa. Tại vì lúc bình thường mình không niệm nam mô, tới chừng đó bắt đầu nam mô không biết nam mô cho đạo nào cho nó mau nữa. Nam mô mô qua mô hoài mô không, mô cho thầy tí thầy không, mô sao cho khổ cái cần vinh vương, mô sao cho khổ cần vinh vương là mô. Ê, vì vậy cho nên bây giờ không chịu nam mô, không chịu nam mô với đạo Phật, không chịu mô Phật mà chịu mô đen thôi. Chịu mô đen thôi rồi tới chừng đó mới đầu không biết mô gì cho nó mau. Thì thôi bây giờ dán nam mô với đạo Phật đi, để sau này được Đức Phật, Đức Thầy cứu, mà Đức Thầy cho chúng ta biết được thảnh thơi và chữ nam mô. Ê, phương biển đạo gắn mà chữ chí hay là chữ nam mô dẹp được lần sầu. Chữ nam mô đó là dẹp được lần sầu, sau thấy được nhà tiên bữa thánh, tất nhiên là sau này chúng ta được yên ổn. Vì thì nghĩ suy cho cạn sĩ đời, sĩ tu là phước của người trần gian, dạy cho các đức vào sang sĩ tu không có như thần nước vô, lấy giang hùng dựng câu đồ không bằng lấy đức nam mô, phải không? Cũng là nam mô, không bằng lấy đức nam mô mà xây thành, cứu khổ nam mô nữa, cứu khổ nam mô vô lượng phước mà việc đoàn tu vẫn hữu thiên kính. Vì vậy cho nên thôi giờ đó là nam mô ở đây bậc đủ nam mô A Di Đà Phật, ráng tu nam mô A Di Đà Phật đi, thì sau này được Đức Thầy cứu, mà Đức Thầy nói cho chúng ta biết đó là đến chừng đó bốn phương có giặc khắp toàn cầu thiết thiết tha tha. Vậy sao mà cứ chữ ma ha thì phải cứu khỏi lâu khỏi nữa. Tất nhiên là chúng ta nếu mà được cái đạo, gần được cái đạo và ráng tu theo cái đạo thì sau này coi như là chúng ta nó sẽ được cứu, phải không? Vì vậy cho nên bây giờ nếu như chúng ta hàng ngày cúng lại tu niệm và cầu nguyện đến độc tai Phật Thánh, riêng mình được cứu ra khỏi cảnh cũng cầu sinh ba tánh tai nạn khi mưa dầu, có được lặn tàn lúc nắng lửa, có giận lên phủ, có lưới báo ngăn lại ác thú, được xem lên khi phủ nước lên, trên đền cao lại nổi lực đền con hình đức, được an thân thể, thấy không? Như vậy thì người tu sau này có như là nếu mà có cúng lại đồ đi, là sau này là được thầy cứu mình, thầy hỗ trợ với mình, đó là thầy sẽ hứa hẹn là sẽ độ trị tất cả những người nào mà có tu hành, có tu hành, có tu hành ngon lành, là sau này đức thầy độ trị cho mình hết. Rồi thấy chưa quý vị? Vậy thì qua câu này được đồng đạo nêu lên đó là bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chưa nay tận diệt lập đời trở lại. Thì bấy lâu nay tất nhiên là kể hồi năm 1936 cho đến nay đó là nó mùi rồi. Thì bây giờ nếu như chúng ta mà không tu nữa thì bây giờ sau này là chúng ta phải chịu là cái trả quả. Mà đã cái trả quả đó Đức Thầy cho chúng ta biết đó là đến ngày trả quả ầm ừ xiết bao, thỏ cho kẻ khát khao đạo đức danh thánh tài thâm vực non sông. Cho nên nếu mà đến giai đoạn nó trả quả thì Phật dù lòng rất từ bi nhưng không thể cứu dân gì bất minh được. Vì vậy cho nên bây giờ nếu như chúng ta ráng nghe lại thầy dạy, ráng lo tu tập, ráng lo học đạo, ráng lo cúng lại, ráng lo ăn chay, ráng lo niệm Phật, ráng lo làm lành, ráng lo bố thí, ráng lo giữ giới, ráng lo nhẫn nhục, thì sau này đến lúc đó là chúng ta được an nhàn tự tại. Vì vậy cho nên đó là nếu như ai có tu thì sau này nếu không tu thì chừng khổ cũng in, còn tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Đến đây cũng xin hết. Nam mô Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.